sẽ cho tôi một giấc mơ được dòng chơi khắp quê hương. Con đường tôi qua con đường thơ mộng, không ai ngăn tôi. Bài viết của thi sĩ Trần Tiến Dũng có tựa đề Ngày Phong Thành 12. Ôi, bánh mì không là thực phẩm, như dân đen không được làm người. Một tay phó chủ tịch phường phán quyết bánh mì không phải là thực phẩm, rồi tạm bắt người giam giữ xe. Chuyện đó xác định gần nửa thế kỷ cai trị Việt Nam, cán bộ cộng sản vẫn tin rằng mỗi lời nói của họ là chân lý, là luật pháp. Hãy coi lại clip để thấy tay các bộ cấp phường trong clip ở tư thế quyền lực vô song, thần thánh. Với người công nhân lương thiện đang đói khổ cam chịu, ai trao cho tay cán bộ phường quyền lực đó? Ai khiến dân hiền lành cam chịu đến mức đó? Vậy thì dân tộc, dân đen này đáng thương, đáng buồn biết dường nào. Dù không còn lạ trước phán quyết chính trị, dân quyền luật pháp phi lý như lần này, trong đại dịch cúm Tàu này, trong trường hợp này, phán quyết về ổ bánh mì, chủ thể của cơn đói, sự no của con người đã vô lý đến vô luân. Câu hỏi lại mở ra là, khi một hệ thống thừa hành quyền lực cai trị, áp chế người dân đến mức họ mất hết năng lực giải bày, tranh luận, chứng minh, thì phía nào thành công, phía nào đắc trí để lệnh được thi hành nghiêm? Câu hỏi đó rất dễ trả lời và đưa đến một tư duy cai trị tất yếu là hủy hoại năng lực giải bày, tranh luận, phản biện, chứng minh của công dân. Hệ thống cai trị sẽ hài lòng vì điều đó là dân tộc, là dân đen đáng thương, đáng giận dữ vì hệ thống cai trị đó. Bánh mì hay mọi thứ thực phẩm quyết định sự tồn sinh của một người, cộng đồng, dân tộc. Xuyên suốt lịch sử của mọi dân tộc trên thế giới, bánh mì, nước và muối, thực phẩm, được bảo vệ và bị tranh đoạt đến mức gây ra chiến tranh, cách mạng. Và một người nếu bị ai cướp miếng ăn, đó là chuyện phải chiến đấu để sống hoặc chết. Nhưng ở trường hợp này, chỉ cần một cán bộ cộng sản cai trị ra phán quyết phủ nhận bánh mì không phải là thực phẩm, thì lập tức công năng, lẽ sống, phép màu của bánh mì mà Thượng Đế ban cho con người trong cái rổ thực phẩm sẽ lập tức không còn giá trị so với cái lệnh 16 thời cúm Tàu mà anh phó phường đang thi hành. Nhiều người cho anh phó phường có tư thế Thượng Đế như ông bí thư Hà Nội ra lệnh bịt chặt kẻ hở không cho Covid xuyên qua, như cả hệ thống chống dịch duy ý chí đòi chiến thắng virus corona, như mọi kẻ có quyền lực ra đủ thứ lệnh và đám thi hành, đám đầu cơ trục lợi tha hồ hoành hành tàn hại, để khi dịch cúm Tàu qua đi, dân đen chắc chắn lại tiếp tục cam chịu thảm thương. Ôi, bánh mì không được phép là thực phẩm, như dân tộc, dân đen không được phép làm người. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ được dòng chơi khắp quê hương. Con đường tôi qua con đường thơ mộng, không ai ngăn tôi khi đang lưu thông. Nơi giấc mơ tôi không có oan khiên, tôi không thấy trên dọc đường những nỗi đau thương xác mẹ xác em dưới bánh xe hàn xe ben. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ trên đường về quê hương, đi qua ấp thôn xã hay phường, vui biết bao nhiêu khi không còn kẻ bất trải xuống quê hương, bất bình với trong lòng dân thường, không còn bạo cường dí dân đen đến nơi cùng đường.
cho tôi một giấc mơ, được dòng chơi khắp quê hương, con đường tôi qua con đường thơ mộng, không ai ngăn tôi khi đang lưu thông. Nơi giấc mơ tôi không có oan khiên, tôi không thấy trên dọc đường những nỗi đau thương, xác mẹ xác em dưới bánh xe Hàn xe Ben. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ trên đường về quê hương, đi qua ấp thôn xã hay phường, vui biết bao nhiêu khi không còn kẻ bất lương. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ yên bình trải suốt quê hương, bất bình với trong lòng dân thường, không còn bạo cường dí dân đen đến nơi cùng đường. Tôi sẽ cho tôi một giấc mơ, mọi nẻo đường tôi đi qua, tôi chưa thấy là người Việt thiết tha,